Những màn đổi ngôi trong showbiz, Triệu Lệ Dĩnh đỉnh cao tới đâu cũng từng suýt bị Lý Thống lấn át. Những màn đổi ngôi trong showbiz Hoa ngữ, các bạn đã từng nghe đến lần nào chưa? Đổi ngôi chính là những sao hạng A từng đóng vai phụ cho sao hạng B, hoặc ít đất diễn hơn, nhưng theo thời gian, khi mọi thứ thay đổi thì sao hạng B lại đi làm nền cho sao hạng A. Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh. Chắc các bạn không nghĩ đến, nhiều ngôi sao nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ hiện nay đều từng đóng tân hồng lâu mộng, trong đó có Lý Thấm và Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm này, hai người đều đóng vai phụ, nhưng đất diễn và sức hút của Lý Thấm hơn hẳn Triệu Lệ Dĩnh. Sự nghiệp của người đẹp thỉnh quân cũng bước sang trang mới. Nhưng 7 năm sau, khán giả đã rất bất ngờ khi thấy Lý Thấm đảm nhận vai nữ phụ trong Sở Kiều Truyện do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Trước đó 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh đã lên đến đỉnh cao sự nghiệp nhờ Hoa Thiên Cốt và thậm chí còn thành đỉnh lưu. Trong khi Lý Thấm thì khác, sau Hồng Lâu Mộng, cô nàng không có đột phá, độ nổi tiếng và địa vị cũng thua Triệu Lệ Dĩnh. Angela Baby, Bạch Vũ. Từng có một khoảng thời gian, Bạch Vũ vật lộn với hàng chục vai phụ, chỉ vì không có ngoại hình nổi bật và cũng chẳng được ai nâng đỡ. Còn nhớ vào năm 2016, Bạch Vũ xuất hiện với vai nam phụ trong bộ điện ảnh Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, nữ chính là Angela Baby. Lúc ấy, nam diễn viên sinh năm 1990 này rất mờ nhạt và không được ai quan tâm. May sao, diễn xuất tốt cùng sự thành công của Trấn Hồn đã giúp Bạch Vũ có thay đổi lớn trong sự nghiệp. Anh tập trung cho dòng phim chính kịch và xuất hiện trong nhiều dự án lớn như Phong Khởi Lũng Tây. Mà trong Phong Khởi Lũng Tây, Bạch Vũ đã gặp lại Angela Baby, nhưng lúc này anh đảm nhận vai nam chính, trong khi cô chỉ là nữ phụ phiên 5 phiên 6. Ngô Kỳ Long, Lâm Canh Tân. Nhà sản xuất bộ bộ Kinh Tâm đã mời được một dàn sao nam chất như nước cất, trong đó Ngô Kỳ Long và Lâm Canh Tân là hai gương mặt vô cùng nổi bật. Ngô Kỳ Long lúc này đảm nhận vai Tứ A Ca và cũng là nam chính của bộ bộ Kinh Tâm. Anh chiếm trọn spotlight giữa rừng sao nam, mà thập Tứ A Ca Lâm Canh Tân tuy không có nhiều đất diễn nhưng vẫn có sức hút lớn. Và rồi 10 năm sau, Ngô Kỳ Long và Lâm Canh Tân đã tái hợp trong bộ phim hiện đại Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi. Nhưng lúc này thì thân phận của hai người đã khác, khi nam thần Sở Kiều Truyện đóng vai chính, còn ông xã Lưu Thi Thi tụt xuống làm nam phụ. Dương Tử được một sao nam nổi tiếng tỏ tình ngay giữa chốn đông người. Tính từ lúc dấn thân vào làng giải trí Hoa ngữ tới nay, Dương Tử gần như chưa bao giờ dính phải bất cứ phốt nào về nhân cách. Đa phần khi được hỏi về nữ diễn viên, các đồng nghiệp từng có cơ hội làm việc, tiếp xúc với cô như Tiêu Chiến, Đặng Luân, Hạ Chí Viễn đều không tiếc dành tặng những lời có cánh. Nam chính Trường Tương Tư là Đặng Vi, mới đây khi tham gia buổi livestream cũng đã nhắc về Dương Tử, đồng thời chia sẻ với netizen nhiều kỷ niệm vui vẻ, đáng nhớ giữa hai người. Đặng Vi cho biết, ấn tượng của anh trước và sau khi gặp gỡ Dương Tử hoàn toàn khác nhau. Dương Tử là người rất đáng yêu, cũng đặc biệt chuyên nghiệp. Lúc ở trường quay, chị ấy là một diễn viên rất chuyên tâm đi nghiên cứu nhân vật, giúp đỡ tôi rất nhiều. Ở cùng chị ấy, luôn cảm thấy Dương Tử là một diễn viên cực kỳ giỏi. Đáng lẽ, chúng tôi phải đọc kịch bản cùng nhau, nhưng lúc ấy Dương Tử đến Hoành Điếm phải cách ly, nên chị ấy tham gia đọc kịch bản qua kết nối online. Lần đầu tiên gặp Dương Tử là tôi đi chào chị ấy trước. Lúc ấy, tôi đang tạo hình nhân vật, nhân viên bảo tôi đi chào Dương lão sư. Tôi tưởng nhầm là thầy phụ trách tạo hình muốn nhìn xem tạo hình của tôi thế nào, nhưng khi đi vào trong phòng, tôi lại nhìn thấy Dương Tử, tôi bối rối chào. Xin chào, em là Diệp Thấp Thất. Dương Tử nhìn tôi vậy cũng hoang mang theo, liên tục nói, tôi là Tiểu Yêu, tôi là Tiểu Yêu. Đặng Vi chia sẻ, Trường Tương Tư là dự án đầu tiên Dương Tử nhận lời đóng chính. Sau khi rời khỏi công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ, việc cô đóng cặp cùng với các sao nam ít tuổi, kém nổi hơn, bao gồm Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ và Trương Vãn Ý, từng gây ra vô số tranh cãi. Không ít người còn nói tài nguyên của nữ diễn viên đang xuống cấp. Trong phim, Dương Tử đảm nhận vai nữ chính Tiểu Yêu, còn Đặng Vi hóa thân thành nam chính Diệp Thập Thất. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng vì đây là tác phẩm trọng điểm, có kinh phí đầu tư khủng, nên vẫn được công chúng đặt kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn. Theo dự kiến, Trường Tương Tư có khả năng ra mắt khán giả trong năm 2023. Càng diễn càng một màu, Triệu Lộ Tư đang tự dâng ngôi tiểu hoa top đầu lứa 95 cho Ngô Thư Hân. Do cùng là tiểu hoa lứa 95 và cùng đi theo hướng ngôi sao Lưu Lượng, nên việc Triệu Lộ Tư bị so sánh với Ngô Thư Hân dường như là điều không thể tránh khỏi. Mới đây nhất, tạo hình trong Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân trong Vân Chi Vũ tiếp tục bị dân tình mang ra cân đong đo đếm, xem ai nhỉnh hơn.
đang thu hút lượng tương tác cao trên mạng xã hội và có vẻ như phần thắng đang nghiêng về Ngô Thư Hân. Cư dân mạng chỉ ra rằng Triệu Lộ Tư đang bị dập khuôn, không có nhiều thay đổi về mặt hình ảnh, diễn xuất thì thiếu đột phá, chăm vai như một, khiến cô bị thua thiệt hơn so với người đồng nghiệp. Trong khi đó, Ngô Thư Hân lại làm tốt hơn hẳn. Chỉ từ Thương Lan Quyết sang tới Vân Chi Vũ, tạo hình nhân vật của ngôi sao họ Ngô đã có sự khác biệt hoàn toàn. Nhìn một lần đã đủ để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Trong mùa hè 2022 vừa qua, Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân từng có một cuộc đụng độ bất phân thắng bại, khiến màn ảnh nhỏ phải chao đảo khi cho ra mắt hai siêu phẩm cực hấp dẫn, Tinh Hán Sán Lạn và Thương Lan Quyết. Nhờ thành công vượt ngoài mong đợi của phim mà sự nghiệp các diễn viên tham gia cũng nâng lên một tầm cao mới. Nếu như vai diễn Hoa Lan nhỏ mang tới sự nổi tiếng cho Ngô Thư Hân, giúp cô được công nhận với tư cách là diễn viên, thì Triệu Lộ Tư lại lấy được hảo cảm của netizen sau thời gian bị trào phúng, chê bai thậm tệ vì diễn xuất ý hẹ, dượng chân, tính cách trà xanh, thích cọ nhiệt. Nói thêm về Thần Ẩn và Vân Chi Vũ, được biết đây đều là những dự án trọng điểm do Tencent và EQG sản xuất, có kinh phí đầu tư lớn. Tuy nhiên, do cả hai bộ chỉ vừa mới đóng máy cách đây không lâu, nên chưa rõ lịch lên sóng chính thức. Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê năng lực yếu kém, còn phải học hỏi Dương Tử nhiều. Tuy cùng là đỉnh lưu, đứng top đầu trong lứa tiểu hoa 90, nhưng nếu xét ở góc độ diễn viên, tất cả mọi yếu tố từ tác phẩm, diễn xuất, đài từ, thì Dương Tử vẫn được đánh giá cao hơn Địch Lệ Nhiệt Ba. Có một sự thật mà chắc hẳn ai cũng biết, mỹ nhân Tân Cương còn từng bị chê bai vô cùng nhiều vì mang tiếng là đỉnh lưu, nhưng lại không có nổi một bộ phim bạo. Trong khi đó, người đồng nghiệp của cô lại dễ dàng làm được, thậm chí còn có tới hai bộ, Hương Mật Tựa Khói Xương và Cá Mực Hầm Mật. Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ trở thành chủ đề tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội sau khi đoạn video đọc thơ của cô trong chương trình Thơ Thoại Thanh Minh được CCTV phát hành. Giọng đọc yếu, thiếu truyền cảm của nữ diễn viên đã bị netizen chê bai rất nhiều, tới độ có vô số cư dân mạng còn nói rằng ngôi sao sinh năm 1992 nên cắp sách theo học Dương Tử. Nguyên nhân dân tình đưa ra lời khuyên này là bởi Dương Tử cũng góp mặt trong chương trình Thơ Thoại Thanh Minh. Tuy nhiên, trái với tình cảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử với phần đọc bài thơ Tống Vân Khanh Thượng Nhân Du An Nam lại ghi điểm trong lòng khán giả và được netizen khen ngợi không ngớt. Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đụng độ, và càng không phải lần đầu khán giả thiếu hài lòng về đài từ cũng như diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương. Chả thế mà, thời điểm Ngự Sao Ký lên sóng và Ngôi Sao 9X đi bài, bạn có thể vĩnh viễn tin tưởng vào diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành trò cười của dân mạng và bị đem ra trào phúng không biết bao nhiêu lần. Ngược lại, Dương Tử với kinh nghiệm nhiều năm đóng phim, chạm ngõ nghệ thuật từ khi còn nhỏ tuổi đã giúp cô có nền tảng khá vững vàng, cân được nhiều thể loại vai diễn, cũng không bị gò bó trong một hình tượng bất kỳ. Sắp tới, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng sẽ đối đầu nhau khi mà cả Trường Tương Tư cùng An Lạc Chuyện đều dự kiến ra mắt trong năm nay. Trứng Nguyệt Tẫn Minh vừa lên sóng, La Vân Hy đã vội công khai ảnh cưới với vợ yêu. Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang ở dự án cổ trang Tiên Hiệp, thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Không chỉ có kỹ xảo được đầu tư, tạo hình bắt mắt, mà dàn diễn viên trong phim còn được đánh giá cao về cả ngoại hình lẫn diễn xuất. Càng về những tập sau, Trường Nguyệt Tẫn Minh lại càng khiến khán giả phải ngóng đợi tình tiết mới. Trong tập mới đây nhất, Đàm Đài Tẫn do La Vân Hy đóng, Diệp Tịch Vụ do Bạch Lộc thể hiện, Tiêu Lẫm của Đặng Vi và Diệp Băng Thường do Trần Đô Linh thủ vai đều đã tiến vào Bát Nhã Phủ Sinh Mộng. Tại đây, khán giả đã lần đầu tiên được chứng kiến hôn lễ của cặp đôi chính dưới thân phận của Minh Dạ và Tăng Tử. Ngay sau khi đám cưới trong phim được lên sóng, La Vân Hy đã bất ngờ đăng tải ảnh cưới của mình và Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh lên trang cá nhân. Bạch Lộc cũng chẳng hề thua kém khi đăng một bức ảnh tương tự lên tường của mình, màn khẳng định chủ quyền của cặp đôi này khiến fan couple đứng ngồi không yên. Trong phân đoạn Minh Dạ và Tăng Tử tổ chức hôn lễ, khán giả đã được phen choáng váng trước tạo hình quá đẹp của cặp đôi. Bộ hỷ phục được thiết kế ngập tràn cảm giác tiên khí, bối cảnh hôn lễ cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Nhiều người hy vọng Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ có thể tổ chức hôn lễ hoành tráng khi thoát khỏi mộng cảnh. Không những vậy, khi hai tập đầu của Trường Nguyệt Tẫn Minh về Bát Nhã Phù Sinh Mộng được lên sóng, bộ phim đã có đến 5 hot search. Trong đó, chủ yếu là việc khen tạo hình của bộ phim quá xuất sắc, khiến khán giả mê mẩn không thôi. Tình tiết của cặp đôi Minh Dạ và Tăng Tử cũng được chú ý. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.